chú ý cho cô, đó là khi chúng ta ngồi vào bàn thi đấu, chúng ta sẽ chỉ nhìn vị trí của bàn cờ, vị trí đồng hồ thôi, không một bạn nào ấn đồng hồ của cô cả, được chưa? Các quân ở sai vị trí thì các bạn hãy sửa lại cho đúng vị trí quân của. Và thêm một cái nữa đó là khi mà các trọng tài mà các bạn khi mà kết thúc bàn đấu, các con giơ tay và các trọng tài chưa đến thì các bạn hãy ngồi đấy cái trên nào, ngồi thật trật tự và giơ tay lên thì trọng tài của khu vực các bạn sẽ đến. Bây giờ thì cô muốn hỏi là những bạn khối mầm non các bạn ngồi đâu? Tất cả các bạn khối mầm non bạn giơ tay lên cô thế nào? Và xin mời tất cả các trọng tài của khối mầm non giơ tay lên ạ. Các bạn sẽ thấy rằng là tất cả trọng tài của khối mầm non của chúng ta sẽ đeo cái vòng màu xanh lá cây giống hệt các con. Và các bạn sẽ tìm những cô chú trọng tài này để các cô chú ghi kết quả bàn này cho mình một cách thật chính xác, có được không? Các bạn nhớ chưa? Bây giờ cô muốn hỏi là bạn có 1, 2 bạn ở đâu? Các bạn có 1, 2 xin mời tất cả các trọng tài có 1, 2 chúng ta ra đây ạ. Tất cả các trọng tài có 1, 2 của chúng ta sẽ đeo vòng màu trắng và màu đỏ. Vì thế mà các bạn lưu ý cho cô là chúng ta sẽ tìm những cô chú đeo vòng màu trắng hoặc màu đỏ để các cô chú ghi kết quả cho mình. Và chỉ khi nào các cô chú ghi xong kết quả của mình thì bạn mới rời khỏi khu thi đấu. Các bạn nhớ chưa? Còn các anh chị có 3, 4, 5 bạn ngồi đâu? Và bây giờ xin mời các trọng tài của 3, 4, 5 chúng ta giơ tay nha. Các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? Tất cả các trọng tài của 3, 4, 5 của chúng ta đều đeo vòng tay màu xanh dương. Vì thế mà các bạn hãy tìm đúng những cô chú trọng tài này để ghi kết quả cho mình nhé. Và bây giờ các bạn đã